Thế Vân mới lên phòng hả em? Từ em lên phòng lúc mấy giờ? 7 giờ chị. Thế Vân có một lúc mấy giờ em? Thế đã đánh hơi được chưa? Thế thì chế độ ăn chỉ có ăn cháo uống nước thôi nhá. Rồi đến khi mà đánh hơi đủ thì các chị sẽ tư vấn ăn sau. Thế thì sáng nay các cô đã làm vệ sinh cho mẹ chưa? Thế thì bây giờ chị sẽ giới thiệu cho em là các cái dịch vụ tại khoa Thiên Đa hiện tại mà có một cái phương pháp mà các mẹ hay sử dụng, đó là phương pháp chiếu tia plasma. Cái chiếu tia plasma này nó dùng bằng khí nhiệt lạnh. Cái khí nhiệt lạnh khi đó người ta sẽ chiếu vào cái vùng kết thương hợp của em, và đặc biệt đối với em đó là vùng huyết hộp. Khi chiếu vào nó sẽ có hai tác dụng: thứ nhất là sát khuẩn, thứ hai là tăng phát triển tế bào hạt, do đó các cái nét vết thương của em sẽ nhanh lành hơn. Thế thì khi mà chiếu tia vào cái vết thương của em ấy, thì em sẽ có cảm giác nó có cái khí, nó sẽ tác dụng vào vùng vết thương của em sẽ có cảm giác nó mát mát. Đó. Thế thì sau khi mà chiếu xong, thì em sẽ cảm giác một cái vết thương của em được xe đi, khô đi. Đấy. Khi xe khô rồi thì nó nhanh lành vết thương, và khi nhanh lành vết thương rồi thì em sẽ cảm giác được đau, và đấy là cũng một hình thức gián tiếp để cho giúp em được đau. Nhá. Thế thì em có lựa chọn cái dịch vụ đó không? Có. Thế thì chị sẽ làm cho em nhé.